Xin chào các bạn. Các bạn đang xem video từ Học khẩu động toàn quốc lần thứ 10 ở khu vực 5 tại tỉnh Bến Tre. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn các cái nội dung ở bộ môn điền kinh, gồm có 200m nữ ở trung học cơ sở, 200m nam trung học cơ sở, 500m nữ chung kết tiểu học, 500m nam chung kết tiểu học, 200m nữ chung kết trung học cơ sở, 200m nam chung kết trung học cơ sở. Hiện tại thì tổ trọng tài đang làm các công tác tổ chức để chuẩn bị cho các vận động viên vào chỗ thi đấu. Ở lượt chạy đầu tiên là cự ly 200m nữ trung học cơ sở. Cự ly 200m thì các vận động viên chạy 1/2 đường tròn, nên ở vị trí ở phía xa của camera nên mình zoom lên có bể hình, các bạn thông cảm nha. Ở cự ly 200m nữ thì chia làm 3 đợt chạy. Đợt chạy đầu tiên gồm có các vận động viên ở ô đường chạy số 1, số báo danh 16, Lê Hồng Lam của đơn vị Bạc Liêu. Ở đường chạy số 2, số báo danh 97, Lê Tú Duyên của Kiên Giang. Ở đường chạy số 3, số báo danh 124, Nguyễn Thị Cẩm Tú của Long An. Ở đường chạy số 4, mang số báo danh 39, Lê Quỳnh Minh Thư của Bến Tre. Ở đường chạy số 5, số báo danh 197, Danh Thị Kiều Trinh của Vĩnh Long. Ở đường chạy số 6, mang số danh 080, Trần Trúc Ảnh của Hậu Giang. Ở đường chạy số 7, mang số danh 186, Sơn Thị Thu Hà của Trà Vinh. Đơn vị Bạc Liêu, ô số 3, số đeo 97, Lê Tú Duyên, đơn vị Kiên Giang. Ô số 4, các vận động viên đang chuẩn bị vào chỗ để thi đấu ở lượt chạy thứ nhất. Lượt chạy thứ nhất của lứa tuổi nữ trung học cơ sở. Đơn vị Bến Tre. Ô số 6, số đeo 197, Danh Thị Kiều Trinh, đơn vị Vĩnh Long. Ô số 7, số đeo 80, Trần Trúc Ảnh, đơn vị Hậu Giang. Ô số 8, số đeo 186, Sơn Thị Thu Hà, đơn vị Trà Vinh. Mời các vận động viên thi đấu. Các vận động viên đang chuẩn bị vào chỗ. Mình thấy đang dẫn đầu là ở đường chạy số 4, đường chạy số 4 mang tên Nguyễn Thị Cẩm Tú của Long An. Số báo danh 97, Lê Tú Duyên đang dẫn đầu. Như vậy là Tú Duyên đã về nhất ở trong lượt thi đấu vừa rồi. Ở đợt chạy thứ 2, mang số báo danh 25. Ở đường chạy số 2, Đào Thị Hòa Thuận, số báo danh 98, Lê Thị Dương. Số báo danh 61, Nguyễn Ngọc Tường Vi. Số báo danh 24, Trần Ngọc Hạnh Sang. Số báo danh 163, Nguyễn Huệ Tường Vi. Số báo danh 187, Bùi Thị Quỳnh Như. Số báo danh 04, Nguyễn Thị Ngọc Sang. Ở đợt chạy thứ 2, số báo danh 125, ở đường chạy số 2, số báo danh 198, Lê Thị Dương của Vĩnh Long ở đường chạy số 3. Số báo danh 061, Nguyễn Ngọc Tường Vi của Cần Thơ ở đường chạy số 4. Số báo danh 214, Trần Ngọc Hạnh Sang của Đồng Tháp ở đường chạy số 5. Số báo danh 163, Nguyễn Hoài Tường Vi của Tiền Giang ở đường chạy số 6. Số báo danh 187, Bùi Thị Quỳnh Như của Trà Vinh. Và số báo danh 04, Nguyễn Thị Ngọc Sang của An Giang ở đường chạy số 8. Các vận động viên đang vào chỗ. Sẵn sàng. Các vận động viên đã xuất phát ở đợt 2. Thấy đang dẫn đầu là ở đường chạy số 5. Đường chạy số 5 là số danh 214. 163 đã vươn lên.
163 Nguyễn Hoài Tường Vi đã vươn lên. Như là Nguyễn Hoài Tường Vi đã về nhất ở trong lượt thi đấu vừa rồi. Vòng loại đợt 3 gồm có các thí sinh ở đường chạy số 1, số danh 17 Phạm Thị Mỹ Trinh, Bạc Liêu, ở đường chạy số 3, số danh 098 của Lê Tú Quyên của Kiên Giang, ở đường chạy số 4, mang số danh 42 Lê Ngọc Phương Lam của Bến Tre, ở đường chạy số 5, mang số danh 62 Ưng Thị Ngọc Tuyền của Cần Thơ, ở đường chạy số 6, mang số danh 164 Trần Mai Bảo Trâm của Tiền Giang, ở đường chạy số 7, mang số danh 05 Nguyễn Ánh Tiết của An Giang, ở đường chạy số 8, mang số danh 215 Lê Thị Diễm My của Đồng Tháp. Các vận động viên đã vào chỗ. Sẵn sàng. Các vận động viên đã xuất phát. Cự ly 200m nữ. Đang dẫn đầu là số danh 164 Trần Mai Bảo Trâm. Và kế đó là số danh 098. Trần Mai Bảo Trâm và Lê Tú Quyên. Bây giờ thì Trần Mai Bảo Trâm đã về nhất và Lê Tú Quyên về nhì. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cự ly chạy 200m nam trung học cơ sở. Ở đường chạy số 1 mang số danh 18 Lê Tấn Lộc của Bạc Liêu. Ở đường chạy số 2 mang số danh 99 Quỳnh Gia Bảo của Kiên Giang. Ở đường chạy số 3 mang số danh 128 Phạm Minh Thông của Long An. Ở đường chạy số 4 mang số danh 41 Đoàn Hữu Phước của Bến Tre. Ở đường chạy số 5 mang số danh 199 Nguyễn Văn Minh Hoàng Vĩnh Long. Ở đường chạy số 6 mang số danh 63 Nguyễn Quốc Minh của Cần Thơ. Ở đường chạy số 7 mang số danh 81 của Nguyễn Thanh Thiện của Hậu Giang. Ở đường chạy số 8 mang số danh 218 Nguyễn Văn Trọng của Đồng Tháp. Tổ trọng tài đang làm các thủ tục để cho các vận động viên vào vị trí. Ở trong một cơ sở cũng chia làm 3 đợt chạy. Vận động viên đã xuất phát. Tốc độ rất nhanh. Đang dẫn đầu là ở đường chạy số 2. Đường chạy số 2 là Quỳnh Gia Hào mang số 99. Đường chạy số 2, số 1, đường chạy số 2, số 3 và số 1. Ở đường chạy số 2 là số danh 99 Quỳnh Gia Hào. Ở đường chạy số 3 là Phạm Minh Thông và đường chạy số 1 là Lê Tấn Lộc. Chúc mừng các vận động viên. Ở lượt chạy số 2 mình sẽ giới thiệu các bạn các vận động viên. Ở đường chạy số 2 mang số danh 127 Nguyễn Hoàng Khang của Long An. Ở đường chạy số 3 mang số danh 83 Đặng Minh Nghĩa của Hậu Giang. Ở đường chạy số 4 mang số danh 64 Trần Lê Quốc Khánh của Cần Thơ. Ở đường chạy số 5 mang số danh 184 Phan Hữu Lượng của Trà Vinh. Ở đường chạy số 6 mang số danh 165 Đào Văn Thắng của Tiền Giang. Ở đường chạy số 7 mang số danh 02 Nguyễn Chí Nguyễn của An Giang. Ở đường chạy số 8 mang số danh 219 Tạ Thanh Quốc của Đồng Tháp. Tổ trọng tài đang làm các thủ tục để cho các vận động viên vào chỗ.
Các đồng viên đang chuẩn bị vào chỗ. Quân đã sẵn sàng. Đang dẫn đầu là ở đường chạy số 2 Nguyễn Hoàng Khang. Vươn lên là số danh 218, xin lỗi 219 Tạ Thanh Quốc. Tạ Thanh Quốc đã về nhất. Mình nhận thấy là ở trong đợt chạy vừa rồi là Tạ Thanh Quốc số danh 219 và số danh 127 về nhất về nhì trong lượt vừa rồi. Ở lượt chạy thứ 3 và cũng là đợt chạy cuối cùng gồm có các đường chạy. Đường chạy số 2 số danh 19 Lê Võ Đông Nhi của Bạc Liêu. Đường chạy số 3 101 Thái Hữu Tân của Kiên Giang. Ở đường chạy số 4 mang số danh 43 Phan Lộc Sang của Bến Tre. Ở đường chạy số 5 mang số danh 200 Võ Tiến Thành của Vĩnh Long. Ở đường chạy số 6 mang số danh 166 Nguyễn Thanh Tú của Tiền Giang. Ở đường chạy số 7 mang số danh 188 Nguyễn Đăng Khôi của Trà Vinh. Và ở đường chạy số 8 mang số danh 03 Nguyễn Phạm Khánh Dương của An Giang. Các đồng viên đang chuẩn bị vào chỗ. Sẵn sàng. Lỗi phạm quy. Có một vận động viên này xuất phát sớm cho chạy lại. Như là trong đợt chạy vừa rồi, một vận động viên đã lỗi phạm quy ở đường chạy số 4 mang số danh 43 Phạm Lộc Sang của Bến Tre đã bị lỗi. Các vận động viên còn lại đã vào chỗ. Các vận động viên đã xuất phát. Đang dẫn đầu là số danh 166. Cự ly tiếp theo mình xin mời các bạn theo dõi cự ly 200m. Xin lỗi. 500m. 500m nữ tiểu học. Gồm có các vị trí số danh 119 Nguyễn Yến Vi Long An. Số có danh 120 Quỳnh Trương Ngọc Thùy của Long An. Số có danh 33 Quỳnh Bảo Hân của Bến Tre. Số có danh 34 Quỳnh Thị Hải Ly của Bến Tre. Số có danh 56 Quách Hồng Gấm của Cần Thơ. Số có danh 59 Trần Hoàng Kim Ngân của Cần Thơ. Số có danh 205 Phạm Minh Tuyết của Đồng Tháp. Số có danh 209 Quỳnh Thị Yến Nhi của Đồng Tháp. Số có danh 156 Phạm Trần Ngọc Hương của Tiền Giang. Số có danh 159 Phạm Thị Thúy Vi của Tiền Giang. Các động viên đã thi đấu cự ly 500m. 500m nữ tiểu học. Hai vận động viên đầu mặc áo vàng ở Bến Tre đang bỏ xa các vận động viên còn lại. Ngồi xuống bạn, ngồi xuống bạn ơi. Đang dẫn đầu là số danh 119 của Nguyễn Yến Vi của Long An. Bỏ rất là xa các vận động viên còn lại và động viên liền kề phía sau là động viên 120.
2 vận động viên của Long An. Bứt phá rất là tốt. Và vận động viên tiếp theo là 033. 033 của Bến Tre. Và nhất nhì thuộc về Long An. Nhất nhì thuộc về các vận động viên thuộc Long An. Số danh 33 hoặc là 34 thì đang nhảy nhìn không rõ. Đã về hạng 3 trong lượt chạy cự ly 500m nữ tiểu học. Tiếp theo mình giới thiệu các bạn cự ly 500m nam tiểu học gồm có các vận động viên mang số đeo 121 Lâm Thế Vinh của Long An, mang số đeo 122 Võ Thành Hải của Long An, mang số danh 94 Danh Hoàng Vũ Kiên Giang, mang số báo danh 35 Trần Văn Lộc của Bến Tre, mang số báo danh 95 Nguyễn Quang Vinh của Kiên Giang, mang số báo danh 36 Lê Minh Hiếu của Bến Tre, mang số báo danh 60 Lê Hữu Thiện của Cần Thơ, mang số báo danh 58 Cao Minh Khôi của Cần Thơ, mang số báo danh 210 Nguyễn Gia Tường của Đồng Tháp, mang số báo danh 211 Nguyễn Quốc Trung của Đồng Tháp, mang số báo danh 160 Lâm Võ Thành Nhân của Tiền Giang, mang số báo danh 161 Mai Trọng Nghĩa của Tiền Giang và mang số báo danh 179 Phan Trọng Hữu của Trà Vinh. Lứa tuổi tiểu học 500m nam tiểu học. Tổ trọng tài cũng đang làm các thủ tục để cho các vận động viên ở cự ly 500m nam tiểu học vào chỗ. Tổ thư ký và tổ trọng tài đang gọi tên các vận động viên để vào vị trí thi đấu ở cự ly 500m nam tiểu học. Ở cự ly 500m này thì các vận động viên chạy là một vòng 1/4 nên là xuất phát ở vị trí một vòng 1/4 ở cánh trái của khán đài. Các vận động viên đã xuất phát. Đang dẫn đầu là vận động viên mang mặc áo vàng của Bến Tre. Trần Văn Lộc của Bến Tre đang dẫn đầu. Một vận động viên đã vươn lên, áo vàng đã rơi lại ở vị trí thứ ba. Mình nhận thấy là số danh 164. Xin lỗi, 094. Không chín bốn và không chín năm đã về đích. Khoảng nửa vòng đầu thì vận động viên của Bến Tre là dẫn đầu, tuy nhiên là sau đó là không duy trì được sức bền của mình. Thank you.
Tiền Giang, ô số 7 số đen 48 Lê Quốc Linh Tiền Giang, ô số 8 số đen 124 Nguyễn Thị Hồng Tú Long An. Và chung kết 200 mét nam, ô số 1 số đen 2 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Nguyễn Tiền Giang, ô số 2 số đen 145 Đào Văn Thắng Tiền Giang, ô số 3 số đen 166 Nguyễn Thị Tú Tiền Giang, ô số 4 số đen 200 Võ Tiến Thành Vĩnh Long, ô số 5 số đen 99 Quỳnh Gia Hào Kiên Giang, ô số 6 số đen 128 Phạm Minh Thông Long An, ô số 7 số đen 18 Lê Tấn Lộc và Lê, ô số 8 số đen 19 Lê Võ Văn Nhi và Lê. Tiếp theo mình xin mời các bạn theo dõi cự ly chung kết 200m nữ và 200m nam. Vừa rồi là trọng tài cũng đã đọc các vận động viên vào chung kết. Tiếp theo mời các bạn xem ở vòng chung kết của cự ly 200m nữ trung học cơ sở. Tổ trọng tài cũng đang điểm danh các vận động viên ở kia phía góc 1/2 sân vận động ở bên kia. Gồm có các vận động viên Tú Duyên, Cẩm Tú, Thì Dương, Hạnh Sang, Tường Vi, Ngọc Sang, Mỹ Trinh, Tú Quyên và Bảo Trâm. Một hoàn cảnh rất là đẹp nhìn từ trên khán đài của sân vận động Bến Tre, nhìn xuống thành phố Bến Tre, vườn dừa xanh mát. Và xa thì có những cái tòa nhà rất là yên ả thanh bình dưới quê hương xứ dừa các bạn. Và đội tuyển và chung kết 200m nam của học sinh sở như sau: ô số 1 sinh học cơ sở, ô số 1 số đen 198 Lê Thùy Dương Cẩm Lan, ô số 2 số đen 17 Phạm Thị Mỹ Trinh học sinh, ô số 3 số đen 214 Trần Ngọc Hạnh Sang Đồng Tháp, ô số 4 số đen 97 Lê Tuấn Nguyên Kiên Giang, ô số 5 số đen 163 Nguyễn Mại Tùng Vinh Tiền Giang, ô số 8 số đen 164 Trần Mai Bảo Trâm Tiền Giang, ô số 7 số đen 98 Lê Tuấn Nguyên Kiên Giang, ô số 8 số đen 124 Nguyễn Thị Cẩm Tú Long An. Mời các đội viên được nói. Ở cự ly chung kết 200m nữ trung học cơ sở, các vận động viên đã vào vị trí sẵn sàng, các vận động viên đã xuất phát. Đang dẫn đầu là số danh 163, kế đến là số anh 197, xin lỗi 097. Kết quả mình nhận thấy là số báo danh 163 là Nguyễn Hoài Tường Vi đã về nhất, và số báo danh 197 là danh Thị Kiều Trinh đã về nhì. Phần động viên 163 Nguyễn Hoài Tường Vi là của Tiền Giang, và động viên danh Kiều Trinh của Vĩnh Long số danh 197, và liền kề sau đó là số danh 97 Lê Tú Duyên Kiên Giang. Mình nhận thấy như thế, không biết là tổ trọng tài bên dưới ở góc quan sát sẽ tốt hơn kết quả nó sẽ như thế nào. Ô số 8 số đen 18 Lê Tấn Lộc Bạc Liêu, ô số 8 số đen 19
Các vận động viên ở cự ly 200m nam trung học cơ sở đã vào vị trí. Các vận động viên đã sẵn sàng xuất phát. Đang dẫn đầu là số danh 099. Dẫn đầu là số danh 099 Quỳnh Gia Hào của Kiên Giang. Chúng ta chờ kết quả từ tổ trọng tài. Kính thưa quý vị các bạn, thì hôm nay video này mình gửi đến các bạn chỉ có các nội dung 200m nữ, 200m nam, 500m nữ, 500m nam. Xin cảm ơn các bạn đã xem video clip.